iphone lock là sản phẩm chính hãng của apple được hãng sản xuất và phân phối riêng cho các nhà mạng nước ngoài đa phần tại thị trường nhật bản và mỹ những sản phẩm này được bán với giá rẻ kèm theo hợp đồng sử dụng do nhà mạng đưa ra giá thành tốt và có nhiều sự kiện giảm giá nên nhiều cửa hàng tại việt nam đã nhập về để kinh doanh tuy được sản xuất với ngoại hình và chất lượng phần cứng như nhau chỉ khác nhau về điều kiện sử dụng nhưng do đây là những chiếc máy được sản xuất riêng cho từng nhà mạng nên người dùng phải mất thêm một thao tác bẻ khóa để có thể sử dụng sim của các nhà mạng khác